em đã làm gì con Tất để anh đối xử với em như thế nào? Thành, giải thích cho nó. Cô đi gặp thằng Phú để làm gì? Định nhờ nó giúp để trốn khỏi thiên thai đúng không? Chuyện này... Thôi! Anh cần bước qua trong mày này. Ở đây ấy. Để tao mời thôi nhé. Xem đi. Mẹ mà không nhận ra ngón tay của con à?